15 tháng 9 2018, Toyota Việt Nam chính thức phân phối mẫu xe Toyota Vios phiên bản mới 2019 với nhiều sự nâng cấp và thay đổi mạnh mẽ, đi kèm giá bán tăng thêm 50 triệu so với phiên bản Vios 2018 thế hệ cũ. Hãy cùng Toyota Thăng Long điểm mặt chi tiết 7 yếu tố nâng cấp trên Vios 2019 so với Vios 2018. 1. Kích thước tổng thể. Vios 2019 sở hữu thông số dài, rộng, cao lần lượt là 4425, 1730, 1475mm. So với thế hệ cũ, Vios 2019 dài hơn 15mm, rộng hơn 30mm và thấp hơn 1mm. 2. Thiết kế đầu xe. Trẻ trung là cảm nhận đầu tiên khi khách hàng tiếp xúc với Vios 2019. Xe đã được nâng cấp thêm đèn tự động bật tắt khi trời tối, đèn LED ban ngày, đèn chờ dẫn đường Following Home. 3. Thân xe. Vios 2019 có tay nắm cửa cỡ lớn, tích hợp nút bấm mở cửa thông minh, đi kèm chìa khóa thông minh, giúp cho việc ra vào xe trở nên dễ dàng hơn. 4. Đuôi xe. Cụm đèn hậu trên Vios 2019 được thiết kế với kiểu dáng mới. Đáng chú ý, 100% chi tiết đèn trên Vios 2019 đều sử dụng bóng đèn LED, cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe cũng đã được trang bị. 5. Nâng cấp tiện nghi, nội thất. Toàn bộ táp lô xe đã được thiết kế lại trau chuốt và tỉ mỉ hơn. Tiện nghi xe cũng đã được trang bị sẵn đầu DVD một đĩa 6 loa, có đủ tất cả các cổng kết nối, nút bấm khởi động thông minh Start-Stop thay thế cho chìa khóa cơ dạng thường. 6. Hệ thống treo trên Vios 2019 cũng đã được cải thiện đáng kể giúp xe êm ái hơn. Ngoài ra, khung gầm và thân vỏ xe cũng được gia cố dày hơn 18% so với thế hệ cũ, giúp Vios 2019 cứng cáp và hạn chế tối đa tiếng ồn vọng vào cabin. 7. Hệ thống an toàn. Vios 2019 là chiếc xe đầu tiên của Toyota Việt Nam đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao châu Á NCAP. Các công nghệ an toàn mà Vios 2019 được nâng cấp so với phiên bản 2018 bao gồm: hệ thống cân bằng điện tử thân xe VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống khởi hành ngang dốc HAC, nâng cấp từ 2 túi khí lên 7 túi khí quanh xe. Hiện tại, Toyota Vios 2019 đang được phân phối với 3 phiên bản bao gồm: Toyota Vios 1.5e MT số sàn, giá niêm yết 531 triệu. Toyota Vios 1.5e CVT số tự động vô cấp, giá niêm yết 569 triệu. Toyota Vios 1.5G CVT số tự động vô cấp bản cao cấp nhất, giá niêm yết 606 triệu. Chương trình khuyến mại cụ thể, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo thông tin cuối video để có giá chính xác nhất theo từng thời điểm. Toyota Thăng Long hỗ trợ quý khách hàng mua xe Toyota trả góp, chỉ cần trả trước 20% giá trị xe, lãi suất ưu đãi chỉ 0,7% một tháng, thủ tục vô cùng đơn giản, duyệt vay nhanh chóng. Mọi chi tiết về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số máy 0971054888 gặp Nguyễn Nghĩa, quản lý bán hàng để có giá ưu đãi tốt nhất. Toyota Thăng Long xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Xin chào và trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm.